Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, vẫn còn tình trạng các bộ ngành lúng túng đun đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm ban hành văn bản hướng dẫn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nghìn người dân. Đề cập đến tình trạng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chậm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định người lao động có thu nhập thấp để giúp người dân được hưởng các chính sách an sinh xã hội, cũng như chậm hướng dẫn về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thanh niên sung phong, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của hàng nghìn người dân trên cả nước. Trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, nguyên nhân là do sự thiếu chặt chẽ trong phối hợp giữa hai bộ, chưa có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Thời kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 đến nay cử tri nhiều địa phương đã kiến nghị ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thanh niên sung phong nguyên nhân chậm ban hành các văn bản hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng này là do có sự chưa thống nhất về thẩm quyền xây dựng chính sách theo bộ lao động và thương minh xã hội trách nhiệm thuộc về bộ nội vụ nhưng bộ nội vụ lại cho rằng trách nhiệm này không về bộ lao động Trước kiến nghị của cử tri nhiều địa phương phản ánh về việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế công lập, nên nhiều trẻ em không được tiêm chủng đúng lịch, chưa đảm bảo đúng mũi, có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Trưởng ban dân nguyện cho rằng nguyên nhân là do Bộ Y tế chậm ban hành nghị định sửa đổi. Tại nhiều địa phương, tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã diễn ra từ cuối năm 2022. Đến thời điểm tháng 9 năm 2024 vẫn còn xảy ra tình trạng này. Kiến nghị chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các địa phương có giải pháp quyết liệt đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đối với những kiến nghị của cử tri chưa được trả lời, giải quyết, ban dân nguyện kiến nghị Quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần làm rõ hơn những khó khăn vướng mắc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan khi để các kiến nghị tồn đọng. Trong phiên làm việc vào chiều nay, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật điện lực sửa đổi. Theo đó, luật điện lực hiện hành đã triển khai thi hành gần 20 năm và qua 4 lần sửa đổi bổ sung, tuy nhiên đến nay vẫn phát sinh nhiều tồn tại cần phải giải quyết nhằm đáp ứng đúng mục tiêu thể chế hóa các định hướng chính sách của Đảng trong lĩnh vực năng lượng. Dự thảo luật điện lực sửa đổi gồm 130 điều, trong đó bổ sung 68 điều gồm các nội dung về quy hoạch phát triển điện lực, dự án nguồn điện đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, cơ chế mua bán điện trực tiếp, tiến tới xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các thành phần kinh tế. Dự thảo cũng có nhiều quy định nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không. Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện chuyển dịch năng lượng theo quy hoạch điện 8, chính phủ đề nghị quốc hội xem xét thông qua dự án luật theo quy trình một kỳ họp. Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật tại kỳ họp này theo quy trình một kỳ họp. Ngay sau khi luật điện lực sửa đổi được Quốc hội ban hành, chính phủ sẽ giao Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan triển khai ngay việc hoàn thiện ban hành các văn bản pháp luật ở cấp độ dưới luật để hướng dẫn thi hành luật được đồng bộ và hiệu quả. Tiến hành giả soát sửa đổi bổ sung quy hoạch điện 8 theo hướng phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời để khai thác tối đa tiềm năng của đất nước và tạo sự chủ động trong cung ứng điện, đồng thời hướng tới phát triển một số nguồn năng lượng mới bao gồm điện hạt nhân và hydrogen. Việc trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua luật điện lực sửa đổi toàn diện theo quy trình một kỳ họp và kỳ họp thứ 8 theo đề nghị của chính phủ là yêu cầu rất cao, khó bảo đảm yêu cầu về chất lượng đáp ứng mục tiêu xây dựng luật, do đó ủy ban đề nghị thông qua luật tại hai kỳ họp trong trường hợp phạm vi sửa đổi chỉ tập trung vào những vấn đề cấp thiết đã chín đã rõ chỉ luật hóa các nội dung thuộc thẩm quyền của quốc hội đồng thời dự án luật được chuẩn bị tốt giải trình tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu quốc hội các cơ quan hữu quan quá trình thảo luận tại quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì kiến nghị quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua dự thảo luật tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình đối với chính sách phát triển điện hạt nhân chính phủ đề xuất nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng các dự án nhà máy điện hạt nhân và tùy theo tình hình cụ thể thủ tướng sẽ quy định cơ chế đặc thù để triển khai đầu tư xây dựng vận hành nhà máy điện hạt nhân cơ quan thẩm tra nhận định đề xuất thủ tướng quy định cơ chế đặc thù là không phù hợp về thẩm quyền theo luật tổ chức chính phủ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ đó đề nghị bộ công thương nghiên cứu chỉnh lý cho phù hợp